John. Sợ. Đánh quá đẳng cấp của Evin Chàng. Một nữa thì có cú chi biên dành cho tuyển thủ Malaysia. Có birdie dành cho tuyển thủ Malaysia. Nên cũng là một hướng đánh về phía bên phải, sẽ là một cú đánh an toàn về phía bên trái hoặc trước. Vậy bóng đã on green. Vậy bóng của Evin Chàng chỉ chệch hố đôi chút thôi. Khá xa. Chip khá tốt của Evin Chàng. Nó chỉ có thể đem đến cho anh một điểm par mà thôi. Rất tuyệt vời. Cú đánh của Evin Chàng. Không có một sai sót nào và chúng ta xin được chúc mừng Evin Chàng. Evin Chàng đã giành huy chương vàng nội dung đơn nam tại SEA Games 31, một pha gạt bóng ghi điểm số birdie ở lượt hố phụ thứ 3.